Xin chào tất cả mọi người nha. Rồi tiếp tục hôm nay mình bán một ít đồ linh tinh, đồ nghề linh tinh cho mọi người nha. Rồi anh em chú bác mình mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình hoặc qua tin nhắn nha. Số điện thoại 0966899730. Trong lúc mình đăng video thì mình đang là khoảng tầm 7:30 tới 8 giờ nha mọi người. Thì anh em chú bác mình lúc mình đăng video thì anh em điện không được thì mình có thể gửi tin nhắn qua, mình sẽ xem tin nhắn từng người, mình sẽ trả lời cho từng sản phẩm nào còn và sẽ chốt cho ai nha. Thì dù anh em điện kẹt máy hoài không được thì anh em cứ nhắn tin. Rồi nếu mà sản phẩm đó còn mình sẽ trả lời nha, còn sản phẩm nào hết có thể mình không trả lời nha mọi người. Chứ không phải lúc nào mình cũng phải trả lời còn hay không. Mình nhắc lại, còn mình sẽ trả lời, còn có thể không mình sẽ không trả lời liên thông nha. Rồi nói chung là những bán tiếp những món này, hôm qua thì mình cũng bán một số cây quay kẽm. Thì mũi vít là cũng là trở lại như cũ nha mọi người, 12 mũi là 250, 8 mũi là 150 nha. Còn cây quay kẽm đó, quay kẽm thì cứ một cặp là 200 ngàn. Ví dụ nó mình giao có thể là nó một số cây có chữ Made in Japan hay là của Starlet hay là có ký hiệu thôi nha anh em, chứ không phải là tất cả nó là Made in Japan hết nha. Còn anh em muốn Made in Japan á, thì một cây 120 nha. Đó, như cây này nó đâu có Made in Japan đâu, hàng mới trên 90% nha. Đó thì nói chung anh em mình ớn cái nào thì mình bỏ món đó ha, mình xem những sản phẩm khác. Thì dù ớn quay kẽm hay ớn mũi vít rồi thì mình cứ lướt qua xem sản phẩm khác nha. Thì nói chung anh em mấy cái đầu nghề này mà anh em ớn là tiêu á, chán cơm là thèm đất á. Nói chung là chán đầu nghề là những công cụ hỗ trợ cho mình cuộc sống hàng ngày của mình mà. Rồi nói nhảm qua, rồi tiếp tục bán mỏ số 0 nha, 180 ngàn. Thôi mình bán cái này trước đi, để cái này nó có AB đầu nhiều thôi mình bán cái này trước nha. Mà số 0 là cái đầu khoan này, đây là cái đầu khoan hôm qua nha mọi người. Hôm qua mình nó bị kẹt đầu á, nay mình lấy ra rồi nè nha. Đó, bán 180 thôi, lấy luôn cái kia ra bán vô cái món khác. Đó, 180 ngàn thôi nha. Con này hổm rài xài nó có điều tóc mà hôm nay nó chở trứng nó không có điều tóc nè mọi người. Chung đồ Nhật bãi, những cái đồ cũ, ví dụ những dòng máy này anh em xài thời gian đương nhiên mình xài nó cũng có phải có cái lỗi nha, chứ không phải mua một lần mà xài hoài. Ví dụ những cái đầu khoan này nè, đây là cái chui máy bắt vít, anh em mà cứ đem vô mà những cái máy công suất cao hay dòng tua nó cao anh em xài, anh em bắn khoan dữ quá nó cũng nó đập nhiều quá nó cũng gãy cho cái cốt này bình thường nha, chứ không phải là nó không gãy đâu nha. Thì cái này hôm qua có giới thiệu nha, 1.5 ly tới 13 ly. Đó, cái này nó reset đơn giản, mình làm đơn giản thôi mà. Hôm qua anh bán hơn 200 cái gì, anh này bán 180 ngàn nha, mã số 0. Rồi vô mũi khoan nha. Mũi khoan thì nhiều, thì anh em cứ từ từ chọn nha, hôm nay có một ít mũi khoan bê tông. Hai mũi khoan tường, một khoan tường và một khoan bê tông. Đây nha mọi người, hai mũi khoan này còn khá là tốt nha, khá đẹp luôn ha. Thằng này 14 ly 3, này ngắn nha, nó dài được khoảng có khoan ngắn à, có 10 tổng chiều dài luôn nó có 11 rồi, nó khoan được khoảng 7 ly ạ. À, khoan tới đây có 7 ly nha, 7 phân chứ không phải 7 ly. Đó, một cái trong bịch. Và thằng này nó là 13 ly khoan tường, 13 ly nha mọi người. Cây này như nó còn khá là mới 90% luôn ha. Là nó dục bãi, không biết này dùng chưa. Dục bãi nó hơi lấm tấm đen vài chỗ nha anh em, chứ không phải là, còn khá tốt luôn ha. Tổng chiều dài 17 nha, nó khoan được khoảng 12 ly, 12 phân. Đó, anh em nhìn trên màn hình nha. 180 ngàn cho hai cái mũi khoan này, chưa phí ship nha. Mình nhắc lại là mình bán chưa có phí ship nha mọi người. Thì những khách hàng đầu tiên mua hàng phải đặt cọc thẻ cào vận chuyển 50 ngàn nha. Còn mình muốn gửi hàng lại phải trả tiền trước. 1A, 1B là mũi khoan sắt. Bộ thứ nhất, khoan sắt này có hai bộ nha. Hôm qua anh em nào mua không được thì mình hôm nay xem kỹ lại nha. 1B nha,
chung mỗi ngày mỗi khác chứ không phải là nó đồng giá hết nha mọi người. Nó có tùy theo trọng lượng mình, tùy theo trọng lượng mình bán chứ không phải là mình bán đồng giá được nha. Quên mình lấy cái thước cọc. Rồi quay trở lại với mọi người nha. Mình để cho anh em xem tất cả các mũi khoan trước đi nha. Đầu mũi khoan nha, còn sử dụng tốt. Nói chung là đồ bãi Nhật không nha anh em đừng có hỏi mình là lụm đâu ra nha. Có cây này nó hơi xấu nhưng mà còn khoan tốt lắm nha mọi người. Đó. Nói chung mình đã lựa rồi, nó không có trùng lập với nhau. Không có trùng lập với nhau nha. Không có trùng lập với nhau để mình đo cho mọi người xem nha. Anh em thấy nó khoan bên nước nó khoan tới cỡ này luôn nè, anh em thấy ha. Đo từng cây cho mọi người xem nha cho nó rõ hơn ha. Cây thứ nhất này 5 ly mấy, 5 ly rưỡi ha. Cây thứ hai thằng này 6 ly hơn. 61 62 gì ha. 3 là thằng này 7 ly. 7 ly nha. 4 là thằng này 8 ly ha. 8 ly nha mọi người. Tiếp theo là thằng này 10 ly. Cái chuôi nó ngắn lại anh em nha. Đó, cái chuôi nó làm cái chuôi ở phía sau nó ngắn lại, nó có 7 ly à. Còn một khoan là khoan 10 ly nha. Khoan là khoan 10 ly. Thằng này 9 ly. Đó. Đủ xài ha. 180.000 cho bộ mũi khoan này, 1B nha. 246 cây nha anh em. Đó. 6 cây như hình. Rồi, tới số 2 đi. Số 2A ha, mình bán cho anh em cái bộ mũi khoan gỗ này. 2A nha, 170.000, từ từ xem nha mọi người. Cái này là nằm ở đây. Cái này là một cái mũi để do để âm mặt vít hay sao á. Này 9 ly nè nha. Gần 9 ly. Anh em khoan để thôi là bắt con tán bắt ốc bắt tán 8 ly cái này là bắt. Đó. Này mình đo không? Trên đây nó 9 ly ha. 9 ly nha anh em. Thì nó ngắn thôi nghe, nó ngắn khoảng cái này chắc khoảng 3 phân hơn 4 phân à. Đó. Cái thứ nhất nha, mày nằm đây để chặn lại để cho mình khỏi cái khoan vô sâu á. Này 9 ly 2 này có thông số mà quên nữa. Đó, 9 ly 2 ha. 9 ly 2. Tiếp theo là bốn cái mấy cái mũi khoan nhỏ này. Cái thứ nhất khoan gỗ nha. Thằng này 2 ly. 3 ly nha. 3 ly. Còn xài được không nha mọi người, không có bỏ cái cây nào đâu nha. Đó anh em xem đi ha. Còn ổn hết nha. 3 ly nè. Thằng này 4 ly. Thằng này mấy ly đây? Thằng này 5 ly rưỡi. Khoan gỗ nha. Đây cái thằng này nó cái thiết kế của nó nè. Đó. Anh em nhìn màn hình xem mình diễn tả nha, mình quay kỹ. Còn thằng này nó được khoảng này để coi có thông số đây không. Okay, có thông số đo anh chị. Đây. Này 8 ly ha. Đó, 8 ly. Tiếp theo cái mũi cuối cùng là cái mũi này nha. Cái mũi này để khoan khoan khoét lỗ đây nè, anh em nhìn kỹ nha. Đây nó có thể chỉnh cử dẫn ốc này ra, anh em chỉnh cử nè nghe, hai phân mấy nè. Từ 25 tới 45 luôn ha. Thì mình chỉnh chắc mình chỉnh nó ra đây nè để cho anh em khoan khoét cái lỗ nữa ha. Đó như hình nha. Rồi 2 4 6 cái mũi khoan này gỗ nha anh em.
170.000 chưa phí ship. Rồi anh em nào thích gỗ thì mua cái này nha, 170 tới tay anh em thì khoảng 200 đó, chung mình chưa cộng phí ship giờ, cộng phí ship nhiều anh em nhìn thấy nó nhiều, anh em thấy nó ớn ha, nhưng mà tiền ship để cho anh em tự trả cho nó dễ hơn ha. Tiếp theo mũi khoan sắt này khá nhiều nha, bộ này 350, chung là mình cũng sắp hết mũi khoan rồi, chung là mình sẽ soạn vào cái này là coi 2 4 6 8 10 11 mũi khoan nha mọi người. Thì nói chung là mình mũi này mình không biết sao nó bị cái mũi này mũi 13 ly mà rất tiếc là nó bị mẻ trên đây, giờ mình xem không kỹ mọi người, thì mình cũng dạng như không tính vào những, không có tính giá trị những cái mũi khoan cái đầu này hư nha anh em, nếu mà về anh em mài lại anh em xài vẫn được nha, dù có tính mình sẽ tính giá trị thấp nha chứ không có tính giá trị cao. Thứ nhất cái 12 13 ly này nó bị lỗi nha mọi người, bữa này tới 15 ly lận, 15 ly nha. Đó, 15 ly ha. Mình nghĩ cái này chắc anh em về giác cái mặt này lại anh em xài cũng vẫn được. Nói chung mình không chuyên dụng là không sử dụng thường xuyên lắm, mình nhiều khi mình nói có thể là sai nha, anh em phải xem kỹ trên màn hình. Để mình đo từ lớn tới nhỏ cho anh em xem nha. Xem mũi trước đi nha mọi người, thì mũi nó còn khá ổn không nha. Đó. Còn đẹp ha. Rồi đo nha. Cái thứ nhất 8 ly nha anh em. Cái 2 thằng này gần 9 ly, 9 ly ha, 8 9, thằng này 10, 8 9 10 ha, thằng này được 10 rưỡi nha. Bây giờ tới mấy ông nội nhỏ này, anh em xem mấy cái mũi khoan, đầu mũi khoan trước đi nha. Này nó khoan cũng quá trời, anh em thấy nó cũng còn khá là đẹp ha, chứ không phải là ấy. Cái chất thép khoan Nhật, cái thép của người ta nó tốt, nó xài nó bền, cho nó dạng nó ăn cái độ ăn mòn nó cao nữa, như cái độ bén á. Rồi mình đo từng cây nha mọi người, anh em có thể mình đo lộn xộn luôn á. Tiếp theo nha, thằng này là 7 ly nè, thằng này 6 ly rưỡi, thằng này 6 ly, thằng này 5 ly rưỡi, rồi thằng này nữa, thằng này 4 ly rưỡi, rồi thằng này cuối cùng 3 ly mấy ha, 3 ly 2, 3 ly rưỡi đây, mình xem nó có viết số trong đây không, 3 ly rưỡi nha mọi người, đây nó có viết 3 ly rưỡi đây ha. Đó, một bộ 1 2 ha, 4 6 8 10 11 cây nha, có lớn có nhỏ, 350 chưa phí ship nha mọi người, 350 nha. Đó, hôm qua mình bán cũng khoảng 6-7 cây như 200 mấy, hiện nay 10 mấy mũi, mã số 32B, 350 chưa phí ship nha, 350. Thì anh em hãy xem kỹ nha, mình có nhu cầu thì mình hãy đưa ra quyết định mua hàng nha. Rồi tiếp theo máy bán mấy cái vít góc hẹp này, mã số 3A nha mọi người, 200.000 cho cái bộ 3A này,
Thì nói chung mình kết hợp lại là nó không có trùng lặp đâu, anh em xài gia đình hoặc mình xài đi làm việc cũng được nha. Từ đây đây là pH 2 cốt 6 ly rưỡi, thằng này pH 1 một đầu nha, cốt khoảng 4 ly 5 phân nha anh em, có 4 mũi 5 phân nè, đầu trừ 4 có luôn, pH 1 hai đầu có luôn ha, này BZ, pH 1 và pH 2 cốt 4 ly nha. Mấy cái đầu BZ này anh em mình nghĩ sao mình nghĩ nó xài cũng được, sao sao anh em nói là xài BZ mà sao xài không được đó, nó cũng dặn ôm ốc đàng hoàng chứ sao mà anh em nói BZ xài không được là mình không hiểu nha. Đó, nó cũng cực ôm ốc luôn ha, dạng BH2 này thì nó mình để mình cho anh em xem luôn ha. BH2 mình nghĩ nó cũng vậy chứ đâu có khác gì đâu mọi người, nó cũng vào ốc bình thường ha. Đây để cho nó rõ hơn. Đó, thằng nào mở ốc vụ dạng này, mấy ngày này ốc BH2 nè. Đó, anh em thấy đó, nó cũng vào ốc bình thường à. BZ này nó làm như làm nó to hơn tí xíu mà sao đó, nó rất là ôm ốc. Đó. Rồi cộng thêm một cây vít gốc hẹp này ha, này là không thương hiệu chỉ còn rất là mới, này của thằng Đài Loan Trung Quốc gì xuất Nhật anh em. Đây cộng thêm một cái đầu khẩu 1/4 nha. Đó, như hình anh em xem kỹ nha. Đó. 2 4 6 7 cái mũi vít với cây này 200.000 nha, chưa phí ship. 200 nha mọi người. Mới có mấy món mà mất thời gian quá. 200.000 nha, chưa phí ship. Rồi 3B. Thì thằng này cũng là một cây vít nối dài bắt góc hẹp được luôn ha. 246 cái mũi vít theo kèm theo. Chúng mình bán kèm theo như thế này, anh em có thể mua thêm dù mũi vít bao nhiêu nữa anh em có thể nói nha, mình có bán lẻ cho anh em đi luôn, nhưng mà chứ mình không bán lẻ những cái món này nha mọi người. Tại vì món này giá trị nó không có cao. Đó, này một tắc ha. Đầu trừ BZ BH1. Thì này BH2 này nha, đầy đủ, này BH2 luôn, 5 phân. Có 2 mũi 5 phân nha, này khoảng từ 6 à. Đầu trừ này khoảng 5 tới 6 nha. Rồi như hình nha mọi người. Đó, cây này nó còn khá là mới, nó còn cả cái lớp bọc bảo vệ bên ngoài luôn nha. Thì những cái này nè anh em có thể tọt sâu vào máy bắt vít cũng được, những cây tua vít tự động cũng được nha. Cái này thì nó hơi còn hơi reset tí. Đó, nó còn hơi dính dơ tí, cho nó dặn vô nó hơi bót nha mọi người. Như nó còn một cái lớp keo luôn á. Anh em về lau nó ra ha. Mấy cái này khó, mình cũng hư nó khó lắm mọi người. Giờ mình cần nối xuống mình bắt những cái hốc sâu rồi ha. Những cây này nó cũng rất là hiệu quả nha. Ví dụ nằm trong máy kẹt hốc máy, anh em thì tọt này vào anh em thấy ha. Hoặc là những cây tu vít dài, nhưng mà cái này nó có thể bẻ cong được, những cây tu vít thì không thể nha. Rồi mã 3B cũng là 200 nha anh em. 200.000 chưa phí ship. 246 cái mũi vít kèm theo nha. Rồi tiếp theo là bán anh em kia tìm tút dây này. Mã số 4 200. 200 là tiền nào của nấy nha mọi người. Như thằng này là của thằng nào á, cũng của hàng nội địa Nhật nha. Mà sao nó đánh đi mất cái số của người ta. Đây nè nha. Đó, số má nó còn đầy đủ nha. Như này nó khoảng tiêu chuẩn, còn như này mấy này là tiêu chuẩn Mỹ á, cái số lớn nó lại nhỏ. Đó, mà số nhỏ nhất nó lại lớn. Đó, anh em xem nha. Hai mươi sáu, ba, hai, mười hai, số lung tung hết nha mọi người.
Rồi để mình tuốt dây cho anh em xem nha. Nói chung tuốt còn tốt lắm nha mọi người, chứ mấy cái đồ này nó hư nó cũng khó lắm. Quên chưa kẹp nhỏ vô đây sao tuốt. Đó, bình thường nha. Lỗ này thì thích hợp với nó hơn. Đó. Ra hết nha mọi người. Rất là ngọt ha. Thì nói chung những sản phẩm này nó cũ thì những anh em nào làm nghề thì mình mua sử dụng nha. Đây nè. Cái cán nó thì cái vỏ bên ngoài để cầm là nó bị rách bông nha mọi người. Đó. Đó. Nó không quan trọng lắm nha, không ảnh hưởng tới cái cây này ha. Mã số 4 200. Chưa phí ship nha. Rồi 200.000 cho mã số 4. Mã số 5 mình bán mấy cây tu vít. 4 cây này 180.000. Gồm 3 thằng không đóng và 1 thằng đóng nha. Nói chung bán lại 4 cây cho mọi người anh em dễ xài, có ngắn có dài chứ không phải là nó kích thước khác nhau hết nha mọi người, anh em xem kỹ nha. Cây thứ nhất BH1 16,5. Cây thứ hai cây dẹp này nó cũng khoảng 18. Thằng này BH2 nè, nó dài 22 hơn ha. Thằng này dẹp đóng nè, 22 luôn ha. Thì này nó có sử dụng biết mà lâu mau mà anh em nhìn nó về sử dụng mình, tới mình sử dụng cũng còn là cực tốt nha, chứ không phải là đó. Chung là khỏi chê nha, những cái này đó. Cây BH1 này nó sử dụng nhiều nè, nhưng mà cũng không có mớp méo gì nhiều nha đó. Còn mấy cái đầu này thì hơi y thinh ha. Chung dặn tay anh em, dặn tay mà muốn nó hư cũng khó lắm. Những cái cây tu vít này thép nó cứng lắm đó. Còn một vít trừ đóng nha. Thì thằng này là được một cây là cây vít dẹp, nó được tự động hai chiều nha. Đó, tự động hai chiều nha mọi người. Có 180.000 4 cây này. Cái tay anh em thì nó cũng tầm hơn 200 ngoài thôi chứ không có nhiều ha. Rồi mã số 5 180 nha. Rồi mã số 6 cũng là tu vít. Thằng này 5 cây 200. Đó. Gồm 3 thằng đóng nè nha mọi người, 3 vít đóng. Đây, 3 cây tu vít đóng ha, giới thiệu từng cây nha. Gồm 2 cái đầu trừ, 1 thằng này trừ nhỏ. Thằng này chắc cũng là hai thằng này chắc cũng ngang nhau khoảng trừ 6 nha mọi người. Đây nè. Cây vít dẹp này anh em nhìn cũ chứ nó còn sử dụng cực tốt nha. Tại nó nổ đi mình không mài không dũa lại nha. Đó. Ở phía giữa nó hình như nó có bị mẻ tí xíu. Sức môi ngay giữa nha. Còn cây này dẹp này còn khá là đẹp. Thì chung mẻ hay nổ hay gì anh em là biết, nên sử dụng cũng không có ảnh hưởng đâu nha. Cây BH2 của gạt xeo nha, rồi đóng nè. Cây này nó cũng khá là đắt nha. Hai cây còn lại, thằng này trừ 4 và BH1 ha. Đó, còn ổn hết nha, vít cán gỗ hết. Nó cũng khoảng là từ một tấc mấy đổ lên không nha mọi người. 17. Thằng này 13,5 14. Thằng này cũng vậy, 18,5 19. Thằng này hai ngoài 2 tấc rồi. Hai thằng này ngoài 2 tấc ha, 22 ha. Đó. 5 cây này 200.000 cho mã số 6. Mã số 6 nha mọi người, anh em mua tu vít hãy xem kỹ nha. Nói chung 5 cây cũng 200 là cũng hợp lý ha. Anh em nào xài gia đình hay là mình xài là hỗ trợ công việc cho mình nữa cũng khá là ổn nha, không có mà ai thừa đâu. Rồi số 7. Số 7 là bán hai cây kiềm này. 7A 170.000. 7B 200 ha. 200 với 170 anh em nhà nó hơi có sự khác nhau nha mọi người, tiền nào của nấy đó. Một thằng này chắc 175, thằng này 2 tấc.
xem từng cây nha. Thì có sử dụng thôi nhưng mà răng còn đẹp nè, thì đẹp khoảng 70-80% là ổn rồi ha. Đầu Nhật bãi nó được như vậy là khá tốt rồi mọi người. Đó, thằng này nội địa luôn ha. Đó, mấy thằng này là nội địa luôn nè. Thấy cái thép đen nó nhìn thôi cũng ghiền nữa ha. Đó. Chúng có sử dụng rồi cũng còn tốt. Chắc cũng tuyệt vời nha, chứ không phải nó bị lỗi gì đâu. Để mình lấy cái dây cứng mình cắt đi. Đó, cắt nó khỏi chơi nha. Còn cái dây mềm, lấy cái dây mềm ở này hở mình cũng hay cắt hoài nè. Đó. Chung cắt quá đẹp, quá ngọt luôn mọi người. 170 ngàn cho cái kìm này 7A. 7A nha. Rồi 7B 200. Thật của thằng nào đây? Chung mấy thằng này là nội địa hết. Đó anh em nhìn thấy cái răng nha. Đó nó có li ti rồi, để mình em xem kỹ thì mình hãy cắt cho mọi người xem nha. Đó, có sử dụng nhưng mà anh em thấy nó cái răng cũng còn đẹp nha. Quá tuyệt ha. Bấm cái là đi mọi người. Không còn lực quá mạnh luôn. Trong kìm nó càng dài thì anh em cắt nó càng nhẹ, rất là nhẹ nhàng luôn á. Anh em chỉ cần nhấp một cái thôi nè. Đó, cắt không dùng lực nhiều luôn ha. Có 200 ngàn. Anh em được xài kìm nội địa Nhật ha. 200 ngàn cho mã 7B, chưa phí ship. Rồi số 8 lên bán gì nữa đây? 8 mình bán cái cảo này đi, 150. Cạo này cạo sát luôn nha. 100 ml. Còn cũng khá ổn, đẹp sáng, có trầy xước vài chỗ. Trầy xước lớp sơn ngoài thôi nha. 150 này nha, cạo sát. Này nó cũng nhìn nó cũng hầm hố dữ. Thì này nó được 17. Thì nó cạo như đây là được khoảng 6 phân rưỡi. Đó, 6 phân mấy nha. Kích thước là nó cạo đây được 1 tấc đó mọi người. 150 nha, để mình dán giấy vô. Rồi, thằng số 8, cái cạo này 150 ngàn nha anh em, cạo sát. Quên mình đo cái độ dày cho anh em xem nó dễ mua hơn nha. Ngày hôm qua mình bán cũng có bán rồi, hai cây hôm qua mình bán rồi. Thì mỗi ngày mỗi khác nha, được dày 4 ly mấy. Đó, số 8 150 ngàn chưa phí ship nha. Rồi số 9 là mình bán cho anh em hai cây kìm này, cặp kìm này. Chung cái này là thằng này nó xài dữ quá mọi người. Cặp kìm này cũng rẻ ha. Đây. Kìm này cũng Mỹ nha. Kìm tuốt. Cắt tuốt mà này nó cắt điện sóng, anh em thấy nó nổ một cái lỗ nó lớn như này ha. Đó. Đó, nó cắt điện sóng mấy chỗ luôn nè, mấy này chịu chơi đó. Kìm này mình đem cắt điện sóng luôn nè ha. Tình trạng thì cũng cũ cũ, nhưng mà cắt á, anh em muốn cắt thì anh em có thể về mài lại mình cắt lại vẫn được nha, chứ không phải không được đâu. Tại vì cái độ nè, cái độ bám của nó vô, cái độ ma sát đi vô tới phía trong này vẫn còn nha. Anh em vừa sơ lại anh em cắt dây điện cũng vẫn được nha. Chứ mình nhiều việc quá mình không có làm xử lý hết những công việc này. Thì mình bán với giá này anh em thấy mình xem về phù hợp thì mình mua nha. Thì mình bán chung cái kìm cắt này, trường hợp là anh em cắt cái này không được, anh em lấy kìm này anh em cắt ha. Thằng này của thằng nào đây không biết. Đó. Rồi mình cặp này mình bán với giá là 140 nha, chưa phí ship. Mã số 9 nha. Này 9A đi. Có hai bộ nha. Rồi, cắt tuốt cho mọi người xem luôn nha. Cái kìm mini này đó, phía trong thằng này làm như nó cắt không ngọt, anh em có thể về vũ sơ lại cắt nha, chỉ có một chỗ thôi nha nè. Đó,
dạng phía giữa thì anh em cắt cũng vẫn được đó, rất ngọt ha. Còn dạng cắt dây này đó, anh em thấy nó sượng một tí xíu nha, nó có nó mẻ tí xíu thôi, anh em về vuốt sơ lại ha. Cái này vuốt sơ lại mình cắt cũng vẫn ổn nha, chứ không phải ấy đâu. Thì mình bán giá trị cặp kìm này nó không có cao, thì mình với cái giá này mình thấy cũng hợp lý rồi nha, chung hợp lý, cũng tùy theo suy nghĩ. Đó, cái kìm này tốt ha. Đó, lỗ này nhỏ quá hay sao. Đó, cái này đúng lỗ nó, anh em tuốt rất nhẹ nhàng. Tuốt lại cái nữa nha. Đó. Lỗ đen nhóc này vô bự quá. Rồi kem, cặp kem này 140 nha. Quên mình cắt thử cái chỗ này ở phía trong vẫn còn được chứ không phải không được. Còn sượng nha, chỗ này tí đó, vẫn còn cắt được nha. Đó. Đó. Anh em xem nha. Chứ đâu có vứt đâu. Rồi hai cái kem này 140. Chưa phí ship nha. Mã 9A. 9B là anh bán cho anh em hai cây này. Ba cây này 170. Cái thứ nhất là một cái kìm nhọn của thằng Hojan. Cây này nó khá là mới mà sao mình thấy nó là nó cái này nó khá là dày, làm cái chỗ cắt này khá là dày. Đó. Đó. Làm này khá dày, mình đó, anh em xem kỹ cái răng nha. Cái này nó không biết làm cái sử dụng trong việc gì, nó vuốt đây luôn nè. Răng còn cũng là khá đẹp nha. Rồi để cắt thử luôn. Đó, làm dạng như vậy, cái này dày quá cắt không, anh em không nghe nó cái độ ngọt ha. Thì anh em bấm đó, nó cũng đứt á, chứ không phải không đứt. Mình bấm mình dùng lực tí hoặc mình nhìn đó cũng đứt bình thường à. Đó, cái thứ nhất. Cái hai mấy cái kìm cắt này cắt rất ngọt ha, cắt chân linh kiện hay là cắt dây mấy cái dây điện này. Cây này thì cũng có nhâm ít li ti ở chỗ thôi. Rồi, cái này là này có sử dụng mà nó có nhâm tí nè mọi người. Đó. Đó, thương hiệu nó đây ha. Còn thằng này tiếp theo là một cái kìm này. Kìm này không thương hiệu. Kìm cạp, kìm kẹp gì đây không biết. Làm có cái răng đây ha. Đây. Thì hai thằng này là kích thước nó ngắn nha mọi người, nó khoảng 11 rưỡi, 13 ha, 13 cho hai kìm cắt với một cái kìm đó này 12 rưỡi. Còn kìm Hojan này thì nó là 16 rưỡi ha, đó 15 ra 16 rưỡi. Để mình cắt lại cho anh em xem nó rõ hơn nha, cắt nó cũng vẫn đứt nè, đó chứ không phải không đứt nha. Hojan vỏ dép thì cũng còn được. Rồi 170.000 cho cái mã 9B. 9B nha mọi người. Nãy giờ bấm cái nó trôi cái này. 170 nha. B 170.000. Rồi, anh em mình hôm bán clip này nhiêu đây hàng nha mọi người. Chung để quay như thế này cũng khá là lâu, mất thời gian. Thời gian của mình thôi, anh em cái nào mua cái nào thì mình xem kỹ thôi, còn cái nào mà không mua thì mình lướt qua, nó rất là đơn giản ha. Rồi, rất cảm ơn mọi người. Rồi, để mình soạn ít hàng nữa nha.